ơi. Này. Đây chiều thuyền. Bức tranh đẹp quá. Bức tranh đẹp quá. Mát này. Được chưa? Câu này là gì? Đây là bức tranh. Đó là bố tôi. Và tôi. À, đó là ba tôi, bố tôi. Và tôi. Đang chèo thuyền. Ở đâu? Ở trong công viên. Yên sở. Đang chèo thuyền. Đang chèo thuyền. Ở đâu? Công viên. Park là công viên. Yên sở. Yên sở. Yes. This is popular. Popular là gì? Phổ biến. Con dịch cho cô đây. Nó là một cái gì? Place là nơi. People là người. Neighborhood là khu vực sống. Rồi con dịch câu này cho cô coi. Nó phổ biến nơi người khu vực sống không được đâu nhá. Dịch như vậy là khủng. Dịch phải sao cho nó thuận miệng chứ. Nó là một nơi phổ biến. Cho là cho nè. Cho mọi người, con xem từ mọi báo. Cho mọi người trong khu vực sống của tôi. Like. Quá. Đó là một nơi phổ biến cho mọi người trong khu vực sống của tôi. Câu trên chưa dịch này. On sâu là còn. See là nhìn. A lot of là nhiều. People là người. Exercising là tập thể dục. Đang tập thể dục. Đe là ở đó. Rồi dịch lại coi. Ở đó. Nghe chưa? Tôi còn nhìn thấy rất nhiều người đang tập thể dục ở đó. Câu dưới. Z là. Nó là một nơi phổ biến cho mọi người trong khu vực sống của tôi. Tiếp. Outdoor activity, hoạt động ngoài trời. Các hoạt động ngoài trời. Các hoạt động ngoài trời. Dịch đi. Ngoài trời. Good là tốt. Heo là sức khỏe, dịch coi. Rất tốt cho sức khỏe. My family often go. Tôi và gia đình tôi. Cycling là gì? Gia đình tôi. Cycling là gì? Đạp xe. Tôi, gia đình tôi thường đi đạp xe. Ở countryside là gì? Miền quê. Nó quiet là gì? Quiet là gì nhỉ? Yên tĩnh. Có rất nhiều không gian. Không khí tốt trong lành. Không khí trong lành. Dịch lại coi. Gia đình tôi thường đi đạp xe ở miền quê. Nó rất yên tĩnh và có nhiều không khí trong lành. Nghe hay thế. Nghe thật thú vị. Câu này it sounds interesting. Nghe thật thú vị. Nghe chưa? Nghe thật thú vị. Rồi các bạn sẽ dịch lại từ đầu tới đoạn đó cho cô. Để cô sang cô bày cho mấy chị xíu. Rồi các bạn đọc lại ha. This is a nice picture, Mark. That's my dad. And I. Boating at Yên Sở Park. I also see a lot of people exercising there. It's a popular place for people in my neighborhood. Outdoor activities. Are good for our health. My family. Often goes. Cycling. In the countryside. It's quiet. And there's a lot of fresh air.
It sounds interesting. Rồi, mình cùng dịch lại ha. Bức tranh này thật là đẹp mà. Đi tiếp. Đó là bố tôi và tôi đang chèo thuyền ở công viên Yên Sở. Ừ, à tôi còn nhìn thấy rất nhiều người đang tập thể dục ở đó. Đúng vậy. Nó là một nơi rất phổ biến cho mọi người trong khu vực sống của tôi. Các hoạt động ngoài trời rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Gia đình tôi thường đạp xe ở miền quê. Nó yên tĩnh và ở đó có rất nhiều không khí trong lành. Nghe có vẻ hay đó, hay nghe thật là thú vị. Rồi chúng ta xuống đoạn dưới. Yes, it's lots of fun. Ừ, nó có rất nhiều niềm vui. Fun là vui. A lot, lot of với là the lots of nó là rất nhiều. Nó có rất nhiều niềm vui. Hay nó vui rất nhiều. We also là còn này. Bring này là mang. Bring là mang các bạn. Fruit là gì? Fruit mình học rồi. Trái cây. Water là gì? Water. Water là gì? Hả? Water. Water. Nước này. Lunchbox là gì? Đồ ăn. Đồ ăn. Mang đồ ăn theo nữa. Đồ ăn trưa. Nha. Hộp được đồ ăn trưa. À. Rồi các bạn dịch câu này sao? Ừ, vui lắm. Ừ, vui lắm. À, chúng tôi còn mang theo trái cây, nước và đồ ăn trưa. I love to join you next time. Join là à, I love you là gì? Tôi thích. Join là tham gia. À, lần tới. Các bạn dịch cái này cho cô coi. I'd love to join you next time. Tôi thích gì? À, tham gia với ai? You, với ai? Với bạn. Nhớ, vào lần tới. Sure là gì? Chắc chắn rồi. À, chắc chắn rồi. Các bạn đọc đây. Sure, chắc chắn rồi. Gì nữa? Bring along là mang theo. Mang theo cái gì? Hat là cái gì? Hat. Hat. Yes, cái mũ. And sun cream. Kem gì? Kem chống nắng. Kem chống nắng để khỏi tia UV mà. Rồi, why sun cream? Tại sao phải mang kem chống nắng theo? Nó rất là ngạc nhiên. Ok. Bởi Mark là con trai, Mi là con gái. Mi nó bảo sao? Really là thật sự. Trời thật sự gì? Hot, nóng và sunny. Sunny là gì? Sunny là gì? Nắng. At noon là gì? Buổi gì? Noon là sáng. Noon là buổi gì? Buổi gì? Buổi trưa. Mai là có thể. Get sunburn, cô dịch rồi. Get sunburn là gì? Cháy nắng. Cháy nắng. I see, tôi biết rồi. Rồi các bạn dịch lại đoạn đó đi. Dịch lại con. Nhanh lên. À. Đây nè, từ cái đoạn này này, mấy đoạn trên mình dịch rồi mà. Đây nè, yes, it's lots of fun. We also bring fruit, water and a lunchbox with us. I love to enjoy your tech time. Bring along a hat and sun cream. Why sun cream? It's really hot and sunny at noon. So you might get sunburned. I see. Đọc đi, dịch đi. Nào, Mark và Mi đang nói chuyện về cái gì? Câu A là vấn đề sức khỏe. Vấn đề sức khỏe. Các bạn ghi vào trong sách đi. Tôi nói nè, những cái từ mới các bạn ghi vào luôn. Lấy bút chì và ghi. Ghi vào đâu cô? Vào trong quyển sách á, mai mốt đi học chính thức rồi biết đường mà trả lời. Bút mực cũng được. Rồi, healthy activity. Hoạt động mạnh khỏe. Có lợi cho sức khỏe. Sport and game là thể thao và trò chơi. Thể thao và trò chơi. Ghi vào đi, cô nói rồi. Vào năm học mình giơ tay phát biểu dầm dầm luôn cho cô. Ôi giờ tay thì phải ghi vào mới biết được. Nhìn cửa sách trắng trơn nữa mà biết. Rồi. Rồi mệt quá, ba cái anh không có chi tiến thủ gì hết. Chán đời. Rồi. Vậy thì lúc nãy mình đọc rồi, mình dịch rồi. Vậy mình chọn A hay B hay C? A. Thật không? Sao lại vấn đề về sức khỏe nhỉ? Sao
lại C là những cái thể thao và trò chơi, những cái hoạt động mà có lợi cho sức khỏe nhá. Chọn câu B cho cô, khoanh vào. Khoanh vào câu B đây. Rồi, bây giờ nào, đọc cho cô nào. Ghi vào này, ghi vào này. Bâu tinh là gì? Phải, con bị hâm mà. Bâu tinh là chèo thuyền. Viết vào, viết vào sách luôn đi. Chèo thuyền. Sun cream là gì? Kem chờ nờ. Kem cờ nờ. Lân bót là gì? Hộp đồ ăn. Cơm hộp. Mình có thể dịch là cơm hộp. Rồi sân bơ là gì? Cháy nắng. Sai của Linh là gì? Rồi ghi vào. Ghi vào cho tôi. Ghi vào, ghi vào. Rồi hai chị nào, ghi vào nhá, rồi ghi vào đây cho cô này. Ghi vào nhá. Các bạn câu 1 là gì, viết vào cho cô. Sân. Sân bờn, đọc theo cô. Sân bờn. Sân bờn. Sân bờn. Get sân bờn. Get sân bờn. Sân cream. Sân cream. Sân cream. Sân cream. Lân box. Lân box. Lân box. Lân box. Now boating. 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 Cycling. 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 Okay. Nè, hai bố con này đi chèo thuyền này, thích chưa? Ủa, chèo thuyền mà nước sâu rồi, nhỏ mèo. Rồi, bài này hãy hoàn thành câu với cái từ trong cái đoạn hội thoại mà hôm nay chúng ta đã đọc. Các bạn sẽ nhìn đoạn hội thoại trong sách đi. Rồi, trong bức tranh Mark và bố của nó đang làm gì? Đang đi bơi. Chèo thuyền là gì? Không, chúng ta mình đọc được thuyền. À, boating, đúng rồi, ghi vào. Ghi vào, ghi vào chưa? Boating. Rồi, mọi người ở trong khu vực sống của Mark thích đi đâu? Thích đi đâu nhở? Cái công viên, công viên gì? Công viên sở. Đúng rồi, viết vào. Yên sở gì? Park, viết vào. Gia đình của My thường đạp xe ở đâu? Miền quê. Miền quê tiếng Anh là gì? Rồi, viết vào. Bạn Bo suy nghĩ kỹ, nói cho nó bậy nữa bạn. Thành thói quen. À, I don't want, tôi không muốn bị ghét sân bơn. Tôi hãy đội mũ và sử dụng cái gì? Kem chống nắng. Kem chống nắng. Sân gì? Sân cream. Sân cream. Những hoạt động giống như là chạy và đạp xe thì tốt cho cái gì của chúng ta? Sức khỏe. Sức khỏe là gì? Health. 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 Ở đây là health thôi, không phải healthy. Health. Health. Ghi vào. Health.